Tao. Đấy, răng với cái hai vì chó to hơn người. Tao. Đấy, xong khi người tắm sữa tốt. tắm chó đẹp chưa? Đấy, đấy, thế quay lăng mới thích. Đứng gì ra con? Đấy, quay Đâu lăng rồi, thả nó xuống thì tay mở cái gói thức ăn kia xem là ăn không nào. À, nó thả nó xuống nào. Đóng cửa lại. Đóng cửa lại đâu? Ôi ôi, chạy ra chân. Anh đảo ra đây, ra chân, anh đảo ra đây. Đấy, đây một loại thức ăn mới đấy. Đúng rồi, tiếp theo lọ. Bố ơi, bố, sao bị quá. Đấy, cho thử xem, ra đây xem ăn nào. Thử. Không, mé cho nó thử viên. Không, còn thử viên. Nào, ăn nào. Ăn ra đây. Không ăn à? Ăn đây nào. Ăn đấy. Ăn rồi. Nào, xem nào. Người đi chó cảnh họ ăn này bẩn cái trường đĩa. Cho vào cái đĩa. Cho nó ăn thử đã. Anh quay một cái đuôi nó. Anh có ăn. Đấy, anh quay đuôi chó mưa cái đuôi nó. Tay đổ nhiều thế. Ăn hết ngay mà. Chúng này là quá bình thường đối với đào. Chưa còn đổ nhiều gấp mấy lần là cái có hồi xưa ấy. Nhiều quá con ăn sao hết rồi. Mẹ nó, mẹ cứ từ từ xem hết hay không. Tôi nói bỏ cơm. Cái mẹ ăn cho vui. Đi đào có phải không? Anh ăn cái cám chó này không? Ơ còn á? Thôi đừng. Cám chó đây. Không phải cám. Mẹ cho con 40 mẹ.